chào các bạn, bây giờ chúng ta đang ở trong nhà chị Tuyết. Và các bạn hãy cùng tôi nghe những cảm nhận của chị khi cho con mình sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe dành cho trẻ em của Hàn Quốc nhé. Dạ chào chị, chị có thể nói cho em nghe những cái cảm nhận của chị khi mà con mình bị say xe không ạ? Con nhà em khi mà đi xe thì cháu hay quấy khóc và nôn chớ. Khi đến nơi thì cháu thường tỏ ra là mệt mỏi và không còn muốn nô đùa nữa. Vậy là chị hay đưa cháu về nhà ông bà hay là đi du lịch ạ? Em hay đưa cháu về nhà. Nhà ông bà đúng không ạ? Vâng ạ. Thế mà đi lâu lâu mới được về thăm ông bà mà lại không chơi đùa được với ông bà thì thật là buồn đúng không ạ? Vâng. Thế khi mà mình sử dụng sản phẩm xong thì mình thấy cháu đã đỡ tình trạng đấy chưa ạ chị? Vâng, khi mà cháu uống thuốc chống say xe trước khi đi thì trên xe cháu không còn nôn chớ nữa mà cháu tỉnh táo, có thể nô đùa với mọi người. Và khi mà đến nơi thì cháu có thể thoải mái vui chơi. Thế là một điều rất là tuyệt vời. Vì bản thân em cũng có một bé tầm đấy, nhưng mà thật may mắn khi mà bạn nhà em thì không bị say xe. Nếu như con em mà cũng bị say xe như bé nhà chị thì chắc là em phải căng thẳng lắm. Không biết là bé có, khi mà bé uống thuốc có gặp khó khăn gì không hả chị? Vì em thấy nhiều đứa trẻ khi mà bảo uống thuốc thì bố mẹ phải chạy vòng vòng và rất là khó uống ấy. Em thấy sản phẩm của shop mình thì có mùi siro rất là dễ chịu. Thế cho nên là khi mà em đưa sản phẩm cho cháu uống thì cháu uống ngay và em không cần phải bắt ép gì cả. Thế là một điều thật tuyệt vời khi mà con mình có thể tự uống chứ. Vì em cũng thấy nhiều gia đình không phải là uống thuốc này mà uống bất cứ loại thuốc nào là hay phải chạy vòng vòng đuổi theo con ấy, rất là khó. Không biết bé nhà mình hôm nay có nhà không hả chị? Hôm nay thì bé không có nhà, bé đi học chưa về ạ. Thế ạ, thật là đáng tiếc. Nếu như mà em được gặp bé thì muốn xin cảm nhận trực tiếp từ con thì sẽ là thú vị hơn rất là nhiều. Bé năm nay nhà mình là mấy tuổi rồi ạ? Tuổi ạ? Thế chắc là phải lớn lắm nhỉ? Đây ạ, đây là bé nhà em ạ. Vâng. Công nhận là cháu rất là lớn. Vâng. Thưa các bạn, đấy là những cảm nhận của chị Quyết khi cho con mình trực tiếp sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe trẻ em của Hàn Quốc. Đấy là một điều tuyệt vời đến cho những ông bố và mẹ khi đã làm có một giải pháp giúp con mình đỡ căng thẳng mệt mỏi trong những chuyến đi chơi cùng gia đình hay là những chuyến về thăm ông bà nội ngoại. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm hay là cần tư vấn thêm thì các bạn có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ hoặc là gọi điện ngay về hotline chúng tôi theo số 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những sản phẩm hiệu quả nhất về cách chống say xe cho bản thân mình hay cho gia đình mình. Em rất cảm ơn chị vì hôm nay chị đã dành chút thời gian chia sẻ cho em những cái cảm nhận khi mà cho bé nhà mình sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe Hàn Quốc. Chúc gia đình chị sẽ có những chuyến đi chơi thật là vui vẻ mà không còn bị say xe nữa. Cảm ơn chị.